Vâng, Việt Audio xin chào anh em. Thì có nhiều anh em yêu cầu việc là chỉ cách để phân biệt lo bot giả và lo bot thật. Thì xin thưa với anh em, thì việc làm cái clip này thì chắc có lẽ là đụng chạm đến nhiều anh em. Nhưng mà thì rất mong anh em bỏ qua. Mình không có ý gì hết, mình chỉ là theo lời yêu cầu của khách thì mình làm cho anh em chúng ta xem chơi cho vui thôi. Chứ còn việc mà không có ý đụng chạm tới những anh em khác nha. Thì đây là hiện giờ thì Việt có hai dòng robot, một là 301 series 5, hai là 301 series 3 màu đen. Thì robot thì đầu tiên là Việt xin giới thiệu đến anh em. Bot nó sản xuất ở 4 nước. Một là Mỹ, hai là Mexico, 3 là Canada, 4 là Cộng hòa Ireland. Thì xin thưa với quý vị thì những cái lo bot thì nếu mà anh em đã chơi nhiều rồi đó thì phân biệt nó không khó, nhưng những anh em mới biết chơi thì cái phân biệt giữa bot thật và bot giả rất là khó. Và trường hợp là Việt đã bán một cặp lo bot thiệt, lo bot Mexico, nhưng mà gửi đi cho khách thì khách bảo là không giống như robot ở nhà của khách mua ở siêu thị nên khách không có đồng ý. Thì hôm nay thì Việt làm luôn cái clip để chia sẻ cho anh em. Thì hiện giờ thì Việt không có cái dòng robot mà giả để so sánh, thì Việt chỉ lấy hai cái đôi robot mà xịn để chỉ ra một số đặc điểm của dòng robot xịn nó có mà những cái robot giả nó không có. Thì anh em đợi chút xíu thì Việt sẽ tháo ra hết và Việt sẽ cầm điện thoại tiến đến gần và quay những cái đặc điểm để cho anh em chúng ta cùng xem. Thì nói về hàng hàng bãi thì dòng Boss 301 CV5 cũng có hàng giả, và 301 CV3 nói chung là dòng Boss này giả rất là nhiều, giả rất là nhiều. Tại vì đây là một cái thương hiệu là bán chạy nhất mọi thời đại. Nó không phải là cái giá của nó không phải là cao, cũng không phải là thấp, nó nằm ở cái phân khúc bình dân nên anh em chúng ta rất là dễ chơi. Thì để Việc tháo hết ra hai đôi giữa 301 series 3 và 301 series 5 thì chút xíu nữa Việc sẽ quay những cái đặc điểm để cho anh em chúng ta cùng xem. Cái đôi 301 series 3 này thì trước khi là Việc lấy về thì đôi 301 series 3 này đã thay một cái chép. Tức là cái chép này, cái chép mà 301 series 3 màu đen á, nó đã bị gách giấy rồi. Rồi mà chắc mấy anh tay mà anh lụm cái chép khác mà anh thay vô. Cái chép này là của 301 series 3 màu vàng. Không, về phần chất âm thì nó không thay đổi, nhưng mà cái màu sắc của cái chép thì nó lại khác nhau. Rồi thì chút xíu nữa thì Việt sẽ quay cận cảnh để anh em chúng ta cùng xem. Rồi bây giờ Việt sẽ cầm điện thoại tiến đến gần để anh em chúng ta cùng xem rõ hơn về cái phần hai đôi lo. Hai đôi lo này là hai đôi lo xịn. Thì cũng như Việt đã nói, đây là cái lo chép đã thay lo khác. Thay vì cái lo chép lo đúng của nó là màu đen như thế này là nó mới trùng. Và cái lo này là của 301 series 3 nè. Đứt rồi người ta thay vào, hư người ta thay vào thì nó vẫn là xịn, vẫn là zin, chất âm không thay đổi. Nó nên cái giá nó hợp lý hơn cho anh em. Cái giá đôi Boss 301 series 3 màu đen này thì giá 9 triệu 5 cho anh em. Và đôi 301 series 5 này thì giá nó 5 triệu 5. Và đặc biệt là có những cái đặc điểm để anh em có thể là phân biệt giữa Boss thật và Boss giả. Thì anh em lưu ý là những cái dòng lo Boss á, những cái dòng lo Boss thì anh em xem đầu tiên là anh em xem trên
cái lưới, tức là cây căn này, ở bên trong này thì nó rất là nhám nha, những cái chỗ này nè, nó nhám, làm như là nó có một cái nó phủ một cái lớp sơn hay là một cái lớp gì đó lên trên này. Đó, rất là nhám. Và cái dòng lo bót giả thì nó không có làm cái này. Nó có làm đi nữa cũng không sắc sảo. Và đặc biệt là cái lưới này nè, chúng ta nắm gì nè, hai tay chúng ta nắm như thế này thì nó không có dính, không có dính là được, không không có cách nào dính, trừ khi lưới này nó bị xúc ra thôi thì không dính. Nhưng mà những cái dòng lo bót giả đó, anh em mà nắm vậy là dính cái lưới liền. Cái này nó nè, anh em nắm cỡ nào nắm, cho anh em có móng tay luôn, anh em nắm vẫn không dính cái lưới này. Nó căng rất là chắc chắn. Và cái dòng này cùng cái dòng lo này, dòng lo 301 series 3 thì anh em cũng thấy nó có cái này, này nè. Đó, và những cái dòng lo boss xịn, họ không có những cái dòng lo boss mà điểu họ không có làm. Rồi, đặc điểm thứ hai là anh em nhìn về cái giấy của lo. Cái giấy lo, nếu mà lo xịn á, nhìn cái giấy nó rất là khôn nha, rất là khôn. Đó, cái giấy của lo bát và cái củ lo cũng như thế. Bây giờ mình sẽ dỡ củ lo lên cho anh em chúng ta xem. Boss 301 series 5 này thì nó giờ nhiều dòng lắm, củ từ vàng và củ từ trắng thì nó đủ thứ hết. Đó, đây. Thì anh em nhìn ở bên trong về cái kết cấu của nó nè. Đây, đây là một em này, củ lo này là sản xuất tại Mexico và nó có luôn cả. Đây. Đây, sản xuất tại Mexico. Thì đây là cái xương trắng. Vì anh em nhìn thấy nè. Nha, cái cách quấn dây đồ của người ta cũng rất là khôn, rất là khôn, và nhìn cái củ từ nó rất chắc chắn. Đó. Ở bên trong này cũng thế. Nói chung giữa cái boss xịn và cái boss giả thì anh em nhìn rất là dễ phân biệt. Tại đôi khi anh em chưa có điều kiện, chưa có trường hợp gặp nên anh em phân biệt nó chưa chính xác. Và đặc biệt anh em muốn coi cái lo mà đã quấn lại hay chưa này nọ vân vân các thứ đó, thì xin thưa với anh em, nhiều anh em cứ độ coi cái mũi lo. Cái mũi lo này không quan trọng, cái mũi này cũng không quan trọng. Đây là một cái bí quyết, sự thật là không có ai chỉ cho anh em đâu ha. Và nhiều anh em coi dây chỗ này nó có quấn lại chưa, là nếu quấn lại rồi là không xin. Xin thưa với anh em, cái đó cũng chưa chắc, tại vì đôi khi người ta đem tháo ra, người ta đem làm viền lại, thay viền ha, thì lo thì thay viền thì chuyện bình thường thôi. Và quấn cái dây này lại, mình quấn làm sao được như hãng, thì anh em dựa vào cái dây quấn này anh em đánh giá là lo không zin, nó cũng chưa đúng. Và anh em dựa vào cái lỗ mũi này keo tùm lum nhem nhốt thì nó không zin, cũng chưa đúng luôn ha. Cái đó là chỉ đúng một phần nho nhỏ thôi, cái phần lỗ mũi nè, đôi khi lỗ mũi gách người ta thay nha, người ta thay mũi khác đó, chuyện đó là quá bình thường. Rồi, chúng ta dựa vào đâu để chúng ta đánh giá được cái lo nó zin hay không, là chúng ta dựa vào cái con ở trong này nha. Nhiều anh em không biết, ngay chỗ này, ngay chỗ việc ngón tay vị trí nè, đây người ta thay hay không là nó nằm ở chỗ đó. Đó, con có quấn lại hay không là chỗ đó là nếu mà keo mà tèm lem tút lút, anh em làm là anh em nhìn biết liền, tại vì cái phần mà hãng nó làm á, nó làm máy móc không à, còn mình làm tay thì không có cách nào anh em nhận không biết. Đồ riêng với dòng lo boss, còn có một số dòng khác thì dòng lo cổ á, thì họ làm bằng tay thì đương nhiên là keo nó cũng dính tèm lem, nhưng mà nó dính là tèm lem theo có cái ý đồ chứ không phải như mình ở đây mình làm đó. Thì đó là những cái đặc điểm riêng dễ nhận ra của cái dòng lo boss mà thật và lo boss giả. Nói chung là lo boss thật thì anh em nhìn nó khôn hơn rất là nhiều. Đây cũng là một đôi lo boss 301 series 3 màu đen. Thì mình có bán đợt rồi thì mình về cái dòng hàng này rất là nhiều, và mình bán thì nhiều anh em hỏi là không biết hàng có chất lượng hay không, mà cái giá nó lại khá mềm so với những anh em khác. Thì xin thưa với anh em, đúng chuẩn, đúng chất lượng. Thì anh em cái dòng 301 này nè, anh em có thể nhìn ở đây, anh em chúng ta nhìn ở cái củ lo chép này. Nếu mà cái dòng mà không xịn á, cái nước sơn này nè, anh em có thể lấy tay anh em cạo như vậy nè là nó đã ra cái nước sơn nè, anh em cạo là ra. Còn này mình lấy mà cái đồ nhọn đó mình cạo là chưa chắc nó đã ra nữa. Còn những cái dòng mà lo bót điểu á, anh em cà như thế này thôi là nước sơn nó đã chốc rồi.
và nhìn cái nước sơn của nó không có đẹp bằng cái nước sơn này. Và đặc biệt ha là cái màn giấy của lò chép này nè, nó rất là mịn, lò xịn nó rất là mịn, anh em vuốt vuốt vậy nè thấy cảm giác nó rất là mịn. Còn cái lò mà điểu á, vuốt là nó cảm giác nó bị sần sùi. Đây là cái đôi lò 301 series 3, đôi này sản xuất năm 2013. Sản xuất năm 2013, gần đây thôi. Bởi vậy nó còn zin nguyên bản luôn, là chưa gân này nọ các thứ chưa có thay. Đấy. Anh em nhìn thấy. Và đôi này thì cũng phân biệt y chang vậy thôi. Chúng ta nhìn vào cụ từ, chúng ta nhìn lò zin hay không thì ngay cổ lò này nè, chứ anh em đừng có nhìn cái chỗ nào hết chứ. Anh em nhiều anh em cứ nhìn vào cái chỗ này. Cái chỗ này là rất là nhiều anh em yêu cầu em tháo ra và chụp ngay cái chỗ này cho anh em xem. Và xin thưa với anh em, nếu như mà em làm gân lại thì chụp ngay chỗ này cho anh em có tác dụng gì đâu. Không có một cái tác dụng gì hết. Đó. Thì trong này nó cũng đơn giản lắm. Một cái bóng đèn, một con tụ, đơn giản vậy thôi. Cái lò bót này là đánh thẳng vậy, đơn giản. Đây là cái em này là... Cái em này nè, là sản xuất tại Canada, 301 series 3 này. Thì giữa Canada, Mexico, Ireland và Mỹ thì chất lượng nó đều ngang nhau. Chất lượng đều ngang nhau. Vì theo cái kỹ thuật của Mỹ hết, chứ không có là làm riêng được. Đây, 301 series 3, sản xuất tại Canada ha. Sản xuất tại Canada. Đôi này trùng số series. Trùng số series. Và đôi Lobot 301 series 5 này cũng thế, trùng số series. Những cái đôi mà sản xuất những năm gần đây như 2013 hoặc là năm 2000 vân vân thì đa số nó gần như là trùng series là nhiều. Còn những cái đôi mà sản xuất về những năm trước nữa đó thì nó không ít có trùng series. Và xin thưa với anh em, nhiều anh em lại hỏi là tại sao mà Lobot mà như 301 series 5 mà hàng bãi, hàng đã qua sử dụng mà bán giá tới 5.500.000 và hàng mới nhập khẩu hiện bây giờ giá chỉ có 7-8 triệu. Xin thưa với anh em thì anh em cứ chơi thì anh em sẽ biết về cái chất âm giữa cái hàng bãi và cái hàng mà nhập khẩu nó như thế nào. Thì anh em nào biết về hàng bãi thì nó là giá trị, còn anh em không biết về hàng bãi thì nó cũng là một cái đồ phế liệu, đồ dục bỏ đi thôi, chứ nó không có là giá trị gì cả. Thì rất là nhiều anh em nói là cái đồ 301 series 5 này ông này ông bán tới 5.500.000, đi ra mua cái mới 7 triệu mấy cho nó ngon hơn. Thì anh em cứ đi mua cái mới, cứ đi mua rồi được bảo hành 1 năm gì đó thì anh em cứ đi. Giữa hàng bãi và hàng nhập khẩu nó khác nhau hoàn toàn. Và xin thưa với anh em, mình lấy một cái ví dụ nha. Ví dụ như là ở Mexico họ sản xuất một cái lo cho thị trường là Mỹ thì cái giá thành nó lại khác, và họ sản xuất một cái lo để cho thị trường Mexico hoặc là sản xuất một cái lo để cho thị trường Việt Nam thì cái giá thành nó lại khác. Thì người ta kinh doanh nên người ta sản xuất hàng là theo đơn đặt hàng của những cái người mua đó, thì họ sẽ làm theo cái chất lượng theo đó. Thì xin thưa với anh em, việc chỉ nói như thế thôi chứ không dám nói chuyên sâu. Thì chuyên sâu thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cục diện mà bán hàng của những anh em. Thì thôi, xin chào anh em, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha.